ở Long Bình Tân mình là có gara được phát luôn. Địa chỉ nhiêu anh? Địa chỉ gara mình nhiêu anh? 466 quốc lộ 51. Chuyên làm gì? Chuyên làm sao điện máy điện lạnh. Ắt cọt làm được không? Ắt cọt làm được không? Làm tắt. À, rồi. Không để họ làm đi. Không làm đi mày. Do dễ bộ ra dặn dặn chi vậy? Mày mày tháo mấy phần kia đi chứ mày. Thấy người ta quay phim mới lại gõ gõ làm đồ. Có cho quẹt thẻ trả góp gì không? Không, cho chuyển khoản. Cho chuyển khoản. Dạ. Giờ sửa xe có trả góp nữa mà. À, không, đủ một bữa ông kia anh cho chạy rồi. Trả góp trả mất luôn hả? Có 22 mấy triệu cho anh cho ông ở 10 triệu đi. Rồi 15 nửa tháng thì ông gửi được thôi, em hết vốn rồi. Má em mắc cái vụ mà trong mà nhớ còn ngàn lời luôn rồi. Quá thì mình có thể cho nếu mình đi lên mình chơi mình phải cẩn thận. Phải gửi cho mấy mày mà mấy hình ảnh cũng. Rồi sao?